Đố quý vị các bạn biết đây là cái gì? Xin thưa các bạn, đây là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đây là trung tâm đà điểu thị phương duy nhất ở ngoài miền Bắc. Với cái kích thước quả trứng đà điểu như này, các bạn có thể thấy là rất là to đúng không ạ? Đâu rồi, mở đây, mở ra xem nào. Mở ra. Đây, này. Đây là chị, này là chị, chồng chị làm ở phó phòng ở trong trung tâm đà điểu thị phương. Chị bán hàng ở tại cổng trại. Thì bên chị thì cũng có bán những cái sản phẩm như là thịt đà điểu này. Ở đây là giò đà điểu này. Đấy, đây là những cái thịt đùi, thịt bắp. Đấy. Thì cái biển của chị là tại thuộc cổng chào Ủy ban xã Vân Hòa. Quý vị các bạn đi du lịch trở lên hai địa điểm là Quang Xanh, Suối Tiên và những cái địa điểm thuộc trực thuộc ở huyện Ba Vì. Thì quý vị các bạn có thể là liên hệ cho chúng tôi để chúng tôi cung cấp những cái sản phẩm từ con đà điểu, một trong những đặc trưng của Ba Vì. Đây là cái biển thuộc đối diện trung tâm đà điểu thị phương. Đây là những cái thông tin như vậy thì quý vị các bạn có thể liên hệ cho chúng tôi vào cái số điện thoại 0163 530 9982 để được tư vấn và được đặt những cái hàng trước. Khi các bạn đi du lịch xong, các bạn quay ra có thể là nhận được những sản phẩm chính đáng. Thì ở đây thì thuộc Ba Vì, thật ra cái sản phẩm từ con đà điểu là rất là được nhiều người ưa thích. Thì ở đây thì trên cái bàn này thì các bạn có thể thấy là ở đây thì có mỡ đà điểu này và gan đà điểu này. Các bạn có thể chế biến cái món gan này bằng cách nhúng để ăn lẩu. Và những cái bộ gân thì các bạn có thể là nấu sốt vang. Đây là lòng và bộ dạ dày cũng như là gọi là bộ mề đà điểu. Đây là trứng đà điểu này. Thì đặc biệt là con đà điểu thì có cái bộ xương, bộ cổ, bộ cánh thì các bạn có thể là thui qua và lọc ra để chế biến những cái món ăn thay đi như thịt bò. Thì đây là chị Huế, chị còn rất trẻ. Hiện giờ chị đang bán cái quầy như vậy. Và các bạn biết là cái lượng trứng đà điểu nếu mà để mà ấp hoặc là để mà ăn thì các bạn có thể liên hệ cho chị Huế. Đây là cái số lượng trứng cũng tương đối là nhiều. Chị Huế ơi, quả trứng này thường là khoảng bao nhiêu cân một quả nhỉ? 1,5 đến 1,3 cân. Một cân ba. Cái này là cân ba, đâu là cân rưỡi này. Những cái này về chế biến như nào chị? Cái này nếu mà cho bà bầu ăn là cực kỳ tốt. Có rau gia giảm gì mà cách chế biến như nào ạ? Nếu mà các bạn muốn ăn luộc thì là luộc cái này, chỉ luộc cái quả trứng này là 1 tiếng thì là nó mất cái vỏ. Còn nếu các bạn mà muốn lấy cái vỏ để trang trí thì các bạn đục ở chỗ phần này, đỉnh quả trứng xuống, đục cái cưa, đục quả khoan gì đấy, thế xong dốc thế này lên vào cái bát tô thì xong cái đục tiếp cái này, đục hai đầu cái phôi của nó sẽ chảy ra hết ra. Cái phôi của nó thì là mình băm thịt lạc hay xay thịt bằng thịt lạc đấy. Rồi. Với lại cái rau mùi tàu và rau thơm, đại loại là rau thơm. Rồi. Với lại hạt tiêu. Rồi. Là mình cuốn lại. Cái quả trứng này là nếu mà làm như vậy là phải đến từ 5 đến 7 người ăn. Đấy. Rồi. Là như thế. Còn nếu mà bà bầu ăn á, thì là nó rất là tốt, nhưng mà nó mất cái vỏ, có cái vỏ để trang trí. Rồi. Chỗ này là khoảng bao nhiêu quả đấy chị? Chỗ này là 54 quả. 54 quả. Rồi rồi. Thế là các bạn có thể qua đây để các bạn mua trực tiếp của chị. Bây giờ là những cái sản phẩm này các bạn có thể gọi điện trước cho chị, và cũng có thể là theo cái số điện thoại, và các bạn có thể là gọi cho bên quảng cáo ở thuộc trại thị phương. Thì các bạn mua giò hoặc là những cái cân hoặc những cái thành phần như thế thì chúng tôi sẽ đóng gói, và các bạn khi các bạn ra khỏi cái cơ quan đơn vị nào đó hay đi qua cái trục đường của chúng tôi hoặc là đi du lịch về, các bạn có thể nhận được những cái sản phẩm từ đà điểu. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi và kính chúc sức khỏe các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Nói nhiều quá, không nói ít mà muốn làm chứng nhỉ. Này vừa phải thôi, chụp gì? Chụp đây à.
trứng lắm nhỉ. Muốn mua gan không à? Thế thôi, chả có tiền. Con sao à? Đấy con sao đấy. Đây cô. 4 cân. Cân này là cân ngon, cân mềm ấy, là 140, còn cân đấy thì 100. Em có cân trứng kia 100. Đây toàn thịt đấy em cho chị xem. Chị ơi, chị ơi, chị cho bên phóng viên VT3 biết là chị ăn thịt gan là điểu, chị chế biến món như nào chị ơi? Luộc. Luộc à? Luộc. Làm vậy ăn cân cứng chỉ có 100 thôi. Chị em mai vẫn còn 1 cân. Với là Hà Giang này. Còn thịt. Chị ơi, xào như các gia vị như thịt bò, như bò. Cái này là không cho ngừng thôi. Có nghĩa là hành khô với tỏi, còn đâu các thứ mà như kiểu là tỏi tây này, cần tây này, hoặc là không được xào cần ta, chẳng có nhiều nước nó nha. Hay là chị xào một cái nơ, củ, cà rốt. Đấy, kiểu ý gì thịt bò luôn là như thế. Đấy chị ơi, 1 cân củ. Cân nó có nhiều loại lắm, cái loại em bán có 90.000 thôi chị ạ. Đây là cân cân thịt đấy. Ra đồ hàng đấy, hàng thì có bấm là nó không có hàng. Cô cũng hay ăn thịt điểu, đà điểu thế nhỉ? Nó đang quay để nó cho lên truyền hình đấy. Không, mình phải quảng cáo thì bà con xa gần người ta biết đây là đặc sản đấy. Ở những chỗ khác vài trăm cây số nó chả biết mua ở đâu mà ăn đâu. Thế về đây em không nhá. Đi là cho lên đơn giản mà. Anh Thanh có mải, bảo rồi con điện rồi. Hôm nay thả xe cho anh Thanh xong rồi đánh xe lên chơi bán anh đi mua kẹo rồi về. Chị đi mua mỡ, mía, mua nào xin cho đây chị đi mua. Có thể xưng anh, có thể xưng tên thế. Thế thì vậy á. Đố quý vị các bạn biết đây là cái gì? Xin thưa các bạn, đây là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đây là trung tâm đà điểu Thị Phương duy nhất ở ngoài miền Bắc. Với cái kích thước quả trứng đà điểu như này, các bạn có thể thấy là rất là to đúng không ạ? Đâu rồi, mở đây, mở ra xem nào. Mở ra. Đây, này. Đây là chị, này là chị, chồng chị làm ở phó phòng ở trong trung tâm đà điểu Thị Phương. Chị bán hàng ở tại cổng trại. Thì bên chị thì cũng có bán những cái sản phẩm như là thịt đà điểu này. Ở đây là giò đà điểu này. Đấy, đây là những cái thịt đùi, thịt bắp. Đấy. Thì cái biển của chị là tại thuộc cổng chào Ủy ban xã Vân Hòa. Quý vị các bạn đi du lịch trở lên hai địa điểm là Quang Xanh, Suối Tiên và những cái địa điểm thuộc trực thuộc ở huyện Ba Vì. Thì quý vị các bạn có thể là liên hệ cho chúng tôi để chúng tôi cung cấp những cái sản phẩm từ con đà điểu, một trong những đặc trưng của Ba Vì. Đây là cái biển thuộc đối diện trung tâm đà điểu Thị Phương. Đây là những cái thông tin như vậy thì quý vị các bạn có thể liên hệ cho chúng tôi vào cái số điện thoại 0163 530 9982 để được tư vấn và được đặt những cái hàng trước. Khi các bạn đi du lịch xong, các bạn quay ra có thể là nhận được những sản phẩm chính đáng. Thì ở đây thì thuộc Ba Vì, thực ra cái sản phẩm từ con đà điểu là rất là
được nhiều người ưa thích. Thì ở đây thì trên cái bàn này thì các bạn có thể thấy là ở đây thì có mỡ đà điểu này và gan đà điểu này. Các bạn có thể chế biến cái món gan này bằng cách nhúng để ăn lẩu. Và những cái bộ gân thì các bạn có thể là nấu sốt rang. Đây là lòng và bộ dạ dày cũng như là gọi là bộ mề đà điểu. Đây là trứng đà điểu này. Thì đặc biệt là con đà điểu thì có cái bộ xương, bộ cổ, bộ cánh thì các bạn có thể là thui qua và lọc ra để chế biến những cái món ăn thay đi như thịt bò. Thì đây là chị Huế, chị còn rất trẻ. Hiện giờ chị đang bán cái quầy như vậy. Và các bạn biết là cái lượng trứng đà điểu nếu mà để mà ấp hoặc là để mà ăn thì các bạn có thể liên hệ cho chị Huế. Đây là cái số lượng trứng cũng tương đối là nhiều. Chị Huế ơi, quả trứng này thường là khoảng bao nhiêu cân một quả nhỉ? 1,5 đến 1,3 cân. Một cân ba. Cái này là cân ba, đâu là cân rưỡi này. Những cái này về chế biến như nào chị? Cái này nếu mà cho bà bầu ăn là cực kỳ tốt. Có rau gia giảm gì mà cách chế biến như nào ạ? Nếu mà các bạn muốn ăn luộc thì là luộc cái này, chỉ luộc cái quả trứng này là 1 tiếng thì là nó mất cái vỏ. Còn nếu các bạn mà muốn lấy cái vỏ để trang trí thì các bạn đục ở chỗ phần này, đỉnh quả trứng. Đỉnh quả trứng xuống. Đục cái cưa. Đục quả khoan gì đấy. Thế xong dốc thế này lên vào cái bát tô. Thì xong cái, lại đục tiếp cái này. Đục hai đầu. Cái phôi của nó sẽ chảy ra hết ra. Cái phôi của nó thì là mình băm thịt lạc hay xay thịt bằng thịt lạc đấy. Rồi. Với lại cái rau mùi tàu và rau thơm, đại loại là rau thơm. Rồi. Với lại hạt tiêu. Rồi. Là mình cuốn lại. Cái quả trứng này là nếu mà làm như vậy là phải đến từ 5 đến 7 người ăn. Đấy. Rồi. Là như thế. Còn nếu mà bà bầu ăn á thì là nó rất là tốt, nhưng mà nó mất cái vỏ, nó không có cái vỏ để trang trí. Rồi. Chỗ này là khoảng bao nhiêu quả đấy chị? Chỗ này là 54 quả. 54 quả. Rồi rồi. Thế là các bạn có thể qua đây để các bạn mua trực tiếp của chị. Bây giờ là những cái sản phẩm này các bạn có thể gọi điện trước cho chị, và cũng có thể là theo cái số điện thoại, và các bạn có thể là gọi cho bên quảng cáo ở thuộc trại Thị Phương, thì các bạn mua giò hoặc là những cái cân hoặc những cái thành phần như thế thì chúng tôi sẽ đóng gói, và các bạn khi các bạn ra khỏi cái cơ quan đơn vị nào đó hay đi qua cái trục đường của chúng tôi hoặc là đi du lịch về, các bạn có thể nhận được những cái sản phẩm từ đà điểu. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi, và kính chúc sức khỏe các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.